Ủa, cái chuẩn chịu ca sĩ Lâm Hùng ha. Đó. Đó. Ơi, ơi, chơi né né chị. Né né, né né. Đó, quý chị ơi. Quả sĩ luôn. Đó, anh Lâm Hùng là thằng tượng của Duy Minh đó, quý cô chú chị. Duy Minh là bản sao á. Rất thích những cái ca khúc mà anh Lâm Hùng hát. Anh đã làm tin em nè, vô tình nè. À. Quá trời ơi, không dữ rồi. Ba quý chị ơi. Ồ. Mấy con chú đẹp trai ha mà giờ mộc mạc ha. Bình dân vậy ta. Bình dân. Có nhiều tưởng người thằng tử của em. Mới vừa qua nhắc anh là một luôn. Chụp cái hình đi, vô chụp cái hình đi. Chụp chứ, để cho khán giả trước đi mình sau. À, cảm ơn dài mà. Anh chị em YouTuber nha. Dạ. À, đây là lần đầu tiên Lâm Hùng lên viếng mộ anh năm nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nhân nhân của Lâm Hùng. À, ngày hôm nay trước khi đi dỗ tổ thì Lâm Hùng đến để thắp hương và lại anh năm trước. Bởi vì anh năm là những người dẫn dắt Lâm Hùng vào ngày đầu tiên. Cảm ơn anh chị em nha. Dạ dạ. Anh Lâm Hùng ơi, giờ ở lại chút xíu anh. Rất dù của chị Hương rồi, chị Hương. Em đang cầm máy chụp hình luôn. Bé bơ vô đây bơ. Vô đây bơ. Rồi cảm ơn anh chị em. Cảm ơn. Dạ. Em đâu nghĩ ra là mấy anh chị em vẫn còn trực chiến trên đây để ủng hộ. Chưa chị. Dạ rồi. Thông tin cho năm. Ờ đẹp quá rồi. Rồi được rồi. Cảm ơn. Cảm ơn chị. Thơm quá đẹp. Cảm ơn. Thưa năm tôi cũng bia ha. Em khui khui bia mời năm. Có thuốc. Rất thích cái đó. Hồi xưa ở nhà anh Năm là anh Năm hút thuốc lúc nào có cái bít này. Cái đầu nên ngày hôm nay lên em mang lên đây. Thực sự là rất là khó khăn. Không có nghĩ là anh chị em YouTube đang ở trên đây. Thôi xin kính mời anh Năm. Anh ghi cho cái đầu kia. Đứa nào sắp cái dĩa này vậy? Dạ đứa này. Anh áo vàng. Chính tài sắp lại cho nó đẹp. Lát nhất là kia mình hát xong ca với Lâm Hùng quá. Lâm Hùng đang sắp lại dĩa tay cho Năm. Đó, anh nhớ có thể là sao tình nhau. Anh chưa đáng. Rồi, thôi em thăm anh Năm tí xíu, em xin phép em đi Năm ơi. Cảm ơn mấy anh chị em nha. Em mới nhắc anh hôm qua nói nếu mà có anh tới đây thì em sẽ xin chụp một bức hình đó. Làm bản này đi anh Hùng ơi. Thằng bạn của anh chia sẻ rất nhiều trên nha, cái không anh chia sẻ là chia sẻ của trên đài rồi. Thôi cho anh xin
nói gọn một câu là anh Năm là đại ân nhân của anh. Anh có chia sẻ ngày hôm nay trước khi anh đi, anh đi dỗ tổ ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt là ngày dỗ tổ nghề của anh. Thì trước khi anh đi dỗ tổ thì anh cũng muốn lên thắp nhang hương cho anh Năm lại năm trước. Anh ngày mai bắt đầu đi dỗ tổ, uống nước nhớ nguồn. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Rồi thôi, chúc bà con trung thu vui vẻ nha. Chúc anh Lâm Hồng nhiều sức khỏe nha anh. Đẹp quá. Anh bộ rất là công phu. Cảm ơn anh. Cái này làm cũng công phu lắm à. Dạ. Công phu đá, đá xà cừ. Bởi vì cái thời gian hồi xưa Lâm Hùng làm mồ cho mẹ Lâm Hùng biết mà. Dạ. Lâm Hùng làm mà cũng bằng đá đá cẩm thạch từ trong nước Đà Nẵng Lâm mang về nên phải chờ mấy tháng mới xong. Đây thì quá đẹp rồi. Thôi. Vậy anh Lâm Hùng đến ông trời cảm động quá. Rồi cảm ơn chị em nhiều lắm. Tạm biệt anh Giang nha. Rồi cảm ơn nó. Dạ. Dài quá. Em xem được có lần à. Anh Hùng chờ đỏ rồi nha. Xem được có lần à. Chờ đỏ bên kia bởi không thấy người đứa chờ đỏ. Cảm ơn anh chị em đã ở đây với anh Năm trực chiến với anh Năm Linh nha. Cho anh em mình gặp cả ha. Rồi cảm ơn Lâm Hùng. Chúc anh nhiều sức khỏe. Anh Lâm Hùng mà đi gắt ở Bình Giang ha cả nhà, đi vô mà không ai biết luôn á. Chị em nha. Vừa tới là anh thấy anh biết liền thấy không? À, quý chú chị ơi, vô đây vậy. À, Dì Minh xin cảm ơn bà con bác đã xem hết video của Dì Minh ha. Nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh ha quý vị. Chú Minh điện lên đó hả? Điện lên đó. Wow, quý cô chú anh chị ơi, rồi chú Thanh Điền cũng vừa tới luôn quý cô chú anh chị. Ngồi trong kia kìa. Ha. Dạ chị ha. Dạ, nhà vậy. Bán gấp với bán sao? Bán sao? Có ai không? Cầm cho anh một tí thôi. Đâu có biết đâu. Biết là bỏ là phải đi mình nha, cái cây nha. Anh không cam mà đâu có đâu. Rồi, cam cam có nếu cam có. Cam cam người người có cây á, cao phía dưới. Em Hùng giá chị ha. Không, có xem hát một lần. Ở chỗ mình thì ca sĩ anh Lâm Hùng mới lên rồi giờ tới chú Thanh Điền lên luôn. Coi anh này hát có chuyện đọc trên kia đi coi hoài. Cô đi bữa nay mưa quá mưa cô ơi. Của anh Di Minh đúng không? Đưa anh Di Minh đặt cái này của Di Minh. Mở mở ra đi em. Vừa đủ ướt luôn. Anh Điền không dám vô luôn. Không, chú đi công việc rồi. Chú đi công việc rồi. Vậy anh lại hả? Ngày mai là cúng tổ, bữa nay phải lên đây báo cáo với cô. Cúng tổ. Ê, cái bác ở đằng chị còn cái dù đó bách. Tỏi. Đằng còn cây đó. Mới cô không vợ cao lắm. Mưa rồi đâu có. Mưa sáng không kìa. Thank you.
chú đi công việc chuyện chút thôi chú mới lại chạy lần kia đó. Chú chạy lần kia chú nếu mà hết công chuyện xong rồi chú mới lại cái cây này chị nghĩ chắc cái đất của nó không đủ sức nó cưng cho nên cái lá nó không có vươn lên được. Trời đang mưa nữa. Tiên có Paramen nói là mọi người nhớ ủng hộ cho con nói là con của Tiên Tiên nha. Để mà tiếp tục nói cho con của Tiên Tiên yêu con đang lao cái mọ. Chưa chụp hình với anh Hồng vậy láo anh Hồng về rồi. Sao nãy giờ đâu không chụp? À, chú Thanh Điền có nơi không cô? Phải chị sợ nó đầy quá nước ra đó hả? Ừ. Đang nhắc nước ra. Đầy quá nó bao nhiêu. Chị tưới đi tưới cái cây đó đó. Mà nó chứ nó đáng. Hello cô. Bà cháu mới cúng cơm chay cho cô Thanh Kim Huệ. À của khán giả cô Liễu, chị Liễu ở Vũng Tàu. Ừ. Ủa chị. Ủa chú Thanh Điền hả? Chưa, chú đi công việc. Ủa? À thì ra là chú đi công việc hả quý anh chị? Giờ trời đang mưa. Rồi tí xíu chú sẽ đậu lại đây. À, thường là như vậy. À, quý cô chú gì bà con cô bác xem video nếu quý Duy Minh thì cho Duy Minh một like một đăng ký ha quý cô chú anh chị. Dạ gì hả con? Chú phải thăm công ty ở đây rồi chú mới chạy vào đây. Dạ lên công ty rồi mới ghé đây. Dạ. Hiện tại